đường giới hạn tải trọng 10 tấn. Thế nhưng chiếc xe này dù đã vượt quá hơn 60% tải trọng, vẫn ngang nhiên đi vào và đã bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội dừng xe xử lý. Những bên chỗ đổ của bọn em ấy, nó cũng sẽ có tuyến đường khác đi nhưng nó sẽ phải đi vòng rất là xa. Qua lần này thì em sẽ rút ra kinh nghiệm, có nghĩa là mình từ lần sau sẽ đi vào đúng tuyến đường, đúng tải trọng của theo quy định của xe. Bây giờ là sẽ mời anh về để anh em kiểm tra về trọng tải xe. Nếu về vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định. Mặc dù công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm vẫn được lực lượng chức năng duy trì nghiêm túc, thường xuyên. Tuy nhiên, để tối đa lợi nhuận, tránh phải di chuyển xa, nhiều lái xe chở quá tải vẫn cố tình đi qua đường cấm. Trong một ca làm việc tối kết hợp tuần tra trên nhiều tuyến đường bằng ô tô, mô tô, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã phát hiện xử lý 2 trường hợp chở quá tải. Vào khung giờ buổi tối lại bắt đầu các phương tiện vận tải bắt đầu mới hoạt động, đổ múc hoặc là chở các bê tông vào để liên quan đến việc xây dựng công trình. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6 thường xuyên liên tục vừa tuyên truyền và xử lý triệt để làm sao liên quan đến các phương tiện vận tải không để cho quá tải này rơi vãi và đặc biệt là không để cho cơi nới thành thùng. Ngoài việc tập trung xử lý phương tiện chạy ngoài đường, ngay tại cổng các công trường đang thi công trong thành phố cũng được gắn những tấm biển cảnh báo nhắc nhở lái xe và đơn vị thi công tuân thủ chấp hành quy định. Khó khăn nhất là khi lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát đầu thì là liên quan có những cái đối tượng đi theo lực lượng chức năng để báo cho các chủ phương tiện. Người ta biết được là lực lượng chức năng đang tuần tra kiểm soát đây, người ta sẽ không tham gia giao thông nữa, người ta sẽ làm im một chỗ. Sau khi lực lượng tuần tra kiểm soát hết giờ hoặc là những cái cùng giờ thay đổi ca kíp của các tổ tuần tra kiểm soát thì lúc đó các phương tiện vận tải sẽ hoạt động lén nút hoặc lén nút để làm sao tránh lực lượng chức năng kiểm soát và xử lý. Với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý xe quá khổ, quá tải được Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội xác định là kế hoạch thường xuyên, liên tục và sẽ triển khai xuyên suốt cả năm.